Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến chúng chàng một căn mini phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và hai lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng vỉa hè phía bên ngoài khoảng độ 3m để mình để xe gắn máy. Ở bên trong mình sẽ có khoảng sân khoảng 3m để mình để xe gắn máy, cũng như mình có một phòng khách, phòng bếp và ba phòng ngủ chính, cũng như mình có một cái phòng thờ ở phía trước và một cái sân thượng ở phía trước của căn nhà. Thì căn nhà mình cũng có thể sử dụng được 4 phòng ngủ, với 4 phòng ngủ rất là rộng và được các chị nhà thiết kế có 3 nhà vệ sinh. Mỗi lầu thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trên một con đường rất là rộng, hai bên có vỉa hè, cũng như căn nhà mình thì đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng mục thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như con đường ở phía trước để chúng ta tham quan. Với con đường ở phía trước rất là rộng, khu phân lô bàn cờ và khu này thì đa số là biệt thự và nhà phố thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cuối đường thống cuối đường Nguyễn Oanh và đầu đường Hà Huy Giáp, ngay cầu An Lộc. Và khu này thì toàn bộ là khu biệt thự xen lẫn với lại nhà phố, và là khu rất là VIP thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cầu An Lộc, và chỉ cách Gò Vấp khoảng độ 300m thôi. Phía bên kia cầu là trục đường Nguyễn Oanh và phía bên này cầu là trục đường Hà Huy Giáp. Cũng như căn nhà mình thì nằm cuối trục đường Nguyễn Oanh, đầu đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và đang mé bên này của cầu vượt ngã tư ga. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực phía bên ngoài của căn nhà cũng như khu nhà phố, khu vực ở phía bên ngoài toàn bộ là nhà phố rất là đẹp, và xen lẫn với lại nhà phố thì mình có rất là nhiều những cái biệt thự ở khu này, và rất là nhiều những cái hàng cây xanh rất là thoáng và rất là mát. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng 3m để mình để xe gắn máy. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào bên trong, mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh bên ngoài được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình có một cái khoảng sân khoảng độ 3m mình để xe gắn máy. Ở khu vực này mình có thể để tầm khoảng độ 5 chiếc xe gắn máy. Phía bên trên thì cũng được anh chị nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng ở phía bên trên. Và với căn nhà có bề ngang lên đến 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m được anh chị nhà thiết kế cho mình, có một trệt hai lầu và có 3 phòng ngủ chính, cũng như mình có 4 phòng và anh chị nhà thiết kế cho mình một phòng phía trước để mình làm phòng thờ. Thì nếu gia đình mình chưa có nhu cầu thờ cúng thì mình có thể sử dụng được 4 phòng ngủ. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh bên trong được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình rất là kiên cố và chắc chắn. Và đây là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60, hai bên tường thì mình cũng được sơn với cái tông màu trắng rất là đẹp. Và với căn nhà lên đến 18m thì rất là dài, và được anh chị nhà thiết kế phía sau mình có trừ một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Cũng như đây là khu vực cầu thang căn nhà. Thì cầu thang căn nhà mình được làm bằng đá hoa cương và tay vịn thì được làm bằng gỗ cam xe. Và kế tiếp là mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp. Thì phía ngoài sẽ có một cái nhà vệ sinh. Đây là khu vực nhà vệ sinh của căn nhà. Căn nhà mình thì đã qua sử dụng rồi, cho nên là anh chị chủ nhà cũng mới sơn lại thôi. Thì để quý khách hàng đang có nhu cầu và đang muốn mua một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ
và nằm tại khu biệt thự thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần với lại khu biệt thự Nam Long, cũng như ngay khu biệt thự Nam Long và khu biệt thự Nam Long cũng như khu bến xưa. Thì quý nhà hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Đây là khu vực phía sau căn nhà, được anh chị nhà trừ ra 1 mét để mình mở cửa sổ ra phía ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và khu vực bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là thoáng và rất là mát và chỉ với giá 5 tỷ 980 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem một căn nhà nằm trong khu biệt thự xen lẫn với lại nhà phố khu biệt thự Nam Long sát quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm cuối đường Nguyễn Oanh ngay cầu An Lộc và chỉ cách quận Gò Vấp tầm được khoảng 300 mét đi bộ thôi, rất là gần và là khu biệt thự xen lẫn với nhà phố cũng như khu quy hoạch có đường thông bàn cờ và hai bên thì có hai hàng cây xanh rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát, có lề đường và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế có 3 phòng ngủ chính cũng như một phòng thờ rất là rộng. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà thì sẽ có cửa để đi ra ban công phía bên ngoài, cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Cũng như căn nhà này thì đang có hướng là hướng Bắc phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch và căn nhà mình thì được thiết kế có nhà vệ sinh, có bồn tắm nằm. Thì quý khách hàng đang có nhu cầu muốn mua một căn nhà để ở hoặc là đầu tư cũng như cho thuê thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà chỉ ngang với lại giá đất tại khu vực này thôi. Căn nhà mình thì mình chỉ tính là diện tích đất thôi. Đất khu này thì cũng có giá là hơn 5 tỷ rồi. Thì căn nhà này anh chị tặng lại cho khách hàng. Và chỉ với giá 5 tỷ 980 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà có diện tích ngang 4 m và chiều sâu căn nhà lên đến 18 m, nằm trên một con hẻm lòng đường 6 m và hai bên vỉa hè mỗi bên 3 m và 12 m. Thông khu bàn cờ ngay khu biệt thự Nam Long cũng như khu bến xưa và di chuyển lên khu vực lầu 2 thì mình sẽ có hai phòng thì anh chị nhà thiết kế để gia đình mình có nhu cầu làm phòng ngủ thì mình có thể làm được 4 phòng ngủ và đây thì mình sử dụng để mình có thể làm phòng thờ ở phía trước và một cái sân thượng rất là rộng ở phía trước để mình trồng cây cũng như vui chơi cũng được. Anh chị nhà đúc gần hết rồi, chỉ trừ một cái khoảng để làm cầu thang đi lên trên mái thôi. Với một căn nhà thiết kế phòng có tới 3 phòng ngủ chính cũng như một phòng thờ ở phía trước rất là rộng, mình cũng có thể làm phòng ngủ cũng được. Anh chị nhà gắn cửa đầy đủ và di chuyển ra khu vực phía sau mình có thêm phòng ngủ số 4 của căn nhà. Phòng ngủ này thì được anh chị nhà thiết kế nhà vệ sinh ở bên trong, toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ gỗ cam xe rất là bền và rất là đẹp. Và phía sau thì mình còn đều có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng với một cái khoảng sân mình trừ ở phía sau lên đến 1 m. Không gian phòng ngủ căn nhà rất là rộng và nhà vệ sinh căn nhà mình cũng rất là rộng và chỉ với giá hơn 5 tỷ thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón nhà đi xem một căn nhà nằm sát quận Gò Vấp, cuối đường Nguyễn Oanh cũng như đầu đường
đầu đường Hà Huy Giáp và ngay cầu An Lộc cũng như ngay khu du lịch Bến Xưa, cầu An Lộc. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.